Hello, xin chào các bạn nha. Đây, mình phát hiện một con kỳ nhông các bạn. Đó, kỳ nhông đực nè các bạn, bự các bạn. Mình sẽ rung cảnh. Đó, nó chạy ra đây rồi. Rồi đó, nó nhảy qua cây này luôn. Đó. Wow, nhìn nó hôn. Nó sung này các bạn. Cực sung các bạn. Để xem giờ nó sẽ đi đâu này. Rồi. Nó chuồn lên cành cây cao thôi này. Đó. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào.